còn mẹ còn lối đi về, mất mẹ cả lối về quê cũng mờ. Còn mẹ thì ngày đợi đêm chờ, mất mẹ ngay cả giấc mơ cũng buồn. Còn mẹ thì gặp nhau luôn, mất mẹ thi thoảng vui buồn gặp nhau. Còn mẹ gặp được nhau lâu, mất mẹ câu trước câu sau chào về. Còn mẹ con cháu tự về, mất mẹ băng nước trẻ quê không còn. Còn mẹ tâm sự nỉ non, mất mẹ sự chuyện vuông tròn với ai. Còn mẹ thì đi sáng về mai, mất mẹ lỡ bận lấy ai cậy nhờ. Còn mẹ không thấy bơ vơ, mất mẹ ra ngẩn vào ngơ một mình. Còn mẹ thì cuộc sống yên bình, mất mẹ nổi giận lôi đình ai can. Còn mẹ thì cuộc sống bình an, mất mẹ dỗ lớn khóc than cũng thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Kính bạch trên chư Tôn Thiền Đức, các chùa, các tự viện của các quận huyện trong và ngoài tỉnh. Kính thưa các vị lãnh đạo, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trực Thắng và các xã lân cận. Kính thưa quý Phật tử xa gần, kính thưa toàn thể các vị đại biểu, chúng con thường nghe cổ đức có dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Từ cổ chí kim, không riêng gì những bậc thánh hiền quân vương, mà tôi tin cả muôn dân cũng luôn luôn lấy cái đạo hiếu uống nước như nguồn làm trọng. Cho nên với truyền thống của người Việt Nam, đó là uống nước như nguồn, ăn quả như người trồng cây. Thành thử ra trong kinh thi có dạy: tri ân báo ân phong quang hòa nhã, tri ân tất báo ân phí chi nhân giả. Nghĩa là mỗi người chúng ta hiện hữu có mặt ở trên thế gian này không phải từ dưới đất chui lên hay bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, mà ai ai cũng có cha, có mẹ, có ông bà tổ tông. Vì vậy khi thọ nhận công ơn đó mà biết báo đáp, biết đền ơn, thì đó là những người con phong quang, là những người con hiếu thảo. Cho nên tri ân và báo ơn đó là những nền tảng đạo đức cao đẹp nhất cho các nền đạo đức văn hóa của nhân loại. Hôm nay trong gia đình chúng con có mẹ, bà, cụ Cao Thị Khiếu, tên thường gọi Chu Thị Đa, sinh năm 1929. Sau một thời gian đau yếu, mặc dù đã được các con, các cháu cũng như đội ngũ y bác sĩ đã hết lòng thuốc thang cơm cháo dưỡng trong, xong đã có sinh thì ắt phải có tử. Cụ đã thuận thế vô thường vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 3 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày 29 tháng chạp năm Mậu Tuất, hưởng thọ tròn 90 tuổi. Được sự ấn định của chư Tôn Đức, được sự thống nhất của con cháu cùng họ tộc, và được sự cho phép của lãnh đạo địa phương,
phương xã Trực Thắng. Lễ tang mẹ và cụ chúng tôi được tổ chức vào ngày hôm qua và buổi ngày hôm nay sẽ làm lễ tống chung đưa thi hài mẹ và cụ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì vậy, trước khi thi hài mẹ bà của chúng tôi được tống tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng, được an táng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thay lời cho toàn thể gia tang, chúng con xin thành tâm tri ân cảm niệm công đức của chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn thiền đức tăng ni, ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, ban trị sự Phật giáo huyện Hải Hậu, ban trị sự Phật giáo huyện Trực Ninh, cùng chư tôn thiền đức tăng ni, các tự viện, các chùa trong và ngoài tỉnh. Và chúng tôi xin thành tâm gửi lời cảm ơn tới thường trực đảng ủy, các vị lãnh đạo đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Trực Thắng cùng các xã bàn, gửi lời cảm ơn tới các cán bộ nhân dân cơ sở, xóm năm và các xóm lân cận, gửi lời cảm ơn tới các ông bà thông gia, liên gia cùng bà con láng giềng, họ hàng thân bằng cố hữu gần xa và quý Phật tử xa gần đã đến thăm hỏi, phúng viếng, phân ưu và đưa tiễn mẹ bà cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, gia đình chúng con không thể nào tránh được những cái khiếm khuyết bất cập. Nhân đây cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức lễ tang, ban nhạc tang đã tận tình giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức lễ tang mẹ bà và cụ được chu toàn trang trọng theo quy định của địa phương. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình không thể nào tránh khỏi những thiếu sót bất cập khi các vị về tham dự phân ưu với gia đình. Vậy ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể quan quý khách, Phật tử xa gần, họ tộc đôi bên cùng tất cả quý vị hiện diện có mặt trong sân tang xin được nhận lời cảm thông với gia đình và lượng thứ cho gia đình những thiếu sót đó. Và lời cuối cùng, khi đưa tiễn mẹ bà cùng chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình xin được có lời cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời các vị lãnh đạo cùng toàn thể các vị đại biểu trở về lại gia đình để uống nước và gia đình có lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.